Chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 6 với chủ đề Sports, Lesson 5, Language Focus. Trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học của chúng ta hôm nay tập trung vào phần câu khẳng định và các diễn đạt của chúng ta ở thời quá khứ. Để các bạn và các em có nhiều bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy đăng ký chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông trên trang YouTube, đăng ký và theo dõi trên kênh sẽ có nhiều bài giảng để chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học. Unit 6, Sports, Lesson 5, Language Focus, Affirmative and Past Time Expressions. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Simple Past Tense, Affirmative, thì quá khứ đơn, câu khẳng định của động từ chia thì quá khứ đơn. Ở thì quá khứ đơn, động từ được cấu tạo làm hai dạng, đó là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Động từ có quy tắc là động từ chúng ta thêm đuôi ed và về sau động từ để tạo nên động từ được chia thì quá khứ đơn. Ví dụ learn, learned, start, started, watch, watched, compete, competed, decide, decided. Và động từ bất quy tắc, go, went, win, won, become, became, do, did, write, wrote. Riêng với động từ có quy tắc, khi chuyển sang hay là khi chia động từ ở thì quá khứ đơn, chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. Nhưng với động từ bất quy tắc, điều bắt buộc chúng ta phải thuộc. Chúng ta có thuộc thì chúng ta mới có thể chia được động từ ở thì quá khứ đơn. Bài tập số 1. Exercise 1. Look at the sample and complete the rules from 1 to 3 with have got or haven't got. Bài tập số 1. Hãy nhìn vào phần ví dụ và hoàn thành cái sự nhận biết hay là các quy định với thì quá khứ đơn. Ví dụ này. He competed in the Olympics. They competed the X Games. Chúng ta thấy nếu ở hiện tại đơn, động từ phải chia theo chủ ngữ. Thì ở đây sang thì quá khứ đơn, động từ không chia. Đúng không ạ? Chỉ chia theo thì thôi, nghĩa là sang quá khứ là được. Ví dụ với động từ bất quy tắc. She won an X Games medal. We won at the X Games. Chúng ta thấy là dù với động từ bất quy tắc thì các ngôi động từ đều chia như nhau. Và đối với câu khẳng định, chúng ta có kết luận như sau. Chủ ngữ, động từ, chia động từ ở quá khứ đơn. Cô ký hiệu chữ P1 ở đây. Có nghĩa là động từ này là bất quy tắc, nhưng là ở thì quá khứ đơn. Hoặc là thêm động từ có quy tắc ở dạng thêm ed. Quy tắc như sau. Ở thì quá khứ đơn, động từ có quy tắc có đuôi ed. Have got có đuôi ed. Động từ bất quy tắc ở thì quá khứ đơn không có đuôi ed. Đã là động từ bất quy tắc thì không có đuôi ed. Còn động từ có quy tắc thì có đuôi ed. Động từ thì quá khứ đơn chia giống nhau ở tất cả các chủ ngữ. Nghĩa là chủ ngữ nào thì động từ cũng vẫn chia giống hệt nhau. Như cô vừa mới lấy ví dụ ở đây cho chúng ta. Chúng ta sang phần tiếp theo. Regular verbs, động từ có quy tắc. With most regular verbs, we add ed to the base form of the verb. Với các động từ có quy tắc, chúng ta chỉ cần thêm ed vào phía cuối của động từ chính. Ví dụ, play, played, start, started, call, called. Với các động từ có kết thúc bằng chữ y, nghĩa là chữ e sẵn có rồi, thì chúng ta chỉ cần thêm chữ d thôi. With verbs ending with e, we just add d. Nếu như mà động từ có sẵn chữ e rồi, thì chúng ta chỉ cần thêm d thôi. Ví dụ, like, liked, compete, competed. Đây, chúng ta nhìn thấy nhé. Put the verb in group of 10 and try learning different groups.
Sau đó là chúng ta nhớ là để thuộc được hay để có nhiều động từ có quy tắc hoặc bất quy tắc, chúng ta hãy viết mỗi nhóm 10 từ, 10 động từ và sau đó là cố gắng học thuộc lòng. Bài tập số 2. Read the study strategy. Hãy đọc cái phần kỹ thuật hay nói khác là chiến lược để học. Then complete the young sports perspective text with the past simple form of the verbs in blue. Và sau đó thì hãy hoàn thành cái bảng về một cái ngôi sao thể thao rất là trẻ, ở trong đó có dùng các động từ thì quá khứ đơn. Play player, start started, call caller, like liked, compete competed, decide decided. Đây là cách cấu tạo này. Và học các động từ có quy tắc thì sử dụng bảng động từ bất quy có à, xin lỗi, với các động từ bất quy tắc thì chúng ta sử dụng bảng động từ bất quy tắc có sẵn trên Google hoặc là cuối sách giáo khoa. Mỗi lần ghi ra 10 từ và học thuộc cũng giống như là động từ có quy tắc ở phần trước. Hoặc chúng ta sử dụng quyển sách tham khảo 360 động từ bất quy tắc, có thể mang đi học được và tiện cho việc tra động từ. Và nhớ đừng quên ghi ra 10 từ để học thuộc cho một lần, là chúng ta sẽ tích lũy dần dần. Bài tập số 3. Pronunciation. Phát âm. ED endings. Với những động từ có đuôi ED thì chúng ta phát âm như thế nào? Listen and repeat the words. Hãy nghe và nhắc lại theo các từ. Which letter comes before the ED ending in history? Chữ cái nào là chữ cái đứng trước động từ thêm đuôi ED ở câu thứ 3? Chúng ta cùng nghe đã nhé. Unit 6. Language focus. Exercise 3. 1. Practiced. Watched. 2. Traveled. Played. 3. D. Started. Decided. Và chúng ta thấy ở đây chúng ta có ba cách phát âm với động từ có đuôi ed. Cách phát âm thứ nhất, t. Practiced, watched. Cách phát âm thứ hai, d. Traveled, played. Cách phát âm thứ ba, id. Started, decided. Vậy thì làm thế nào để biết rằng những từ này được phát âm như là t, d hay id? Cách nhận biết từ có cách phát âm khác nhau khi có đuôi id như sau. Kết thúc của động từ là td thì cùng được đọc là id. Đây ạ. TD thì được đọc là id. Kết thúc của động từ là PKHSXFC thì cùng được đọc là t. Ví dụ ở đây practiced, watched, s it. Kết thúc của động từ là các chữ cái còn lại, có nghĩa là ngoài những chữ t d p k h s h f c thì là những chữ cái còn lại, thì phần đó động từ có đuôi đi được đọc là d. Và trừ các trường hợp ngoại lệ không nhiều lắm, phần này nếu các em muốn biết chúng ta chỉ cần search Google là có thể thấy ngay. Chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Complete the young sports superstars text with the past simple form of the verb in blue. Hãy hoàn thành bài đọc về một ngôi sao thể thao còn trẻ và sử dụng động từ thì quá khứ ở trong ngoặc. Start, started. Đây là động từ có quy tắc. Go là động từ bất quy tắc. Quá khứ của go là went. Win là động từ bất quy tắc. Quá khứ của win là won. Complete là một động từ có quy tắc. Quá khứ của complete là completed. Ở đây chúng ta có hai động từ có kết thúc là t
T, đúng không ạ? Chúng ta đều đọc là đuôi ed. Completed, started. Và ở đây chúng ta có hai động từ bất quy tắc. Go sang quá khứ chia là went. Và win sang quá khứ chia là won. Chúng ta sang nhân vật thể thao số 2. Martin Odegaard from Norway. Become là một động từ bất quy tắc. Became, quá khứ become là became. Scored là một động từ có quy tắc, kết thúc bằng chữ e hay là chữ y, chúng ta chỉ cần thêm đuôi đi thôi. Scored. Play là một động từ có quy tắc. Có quy tắc, chúng ta thêm đuôi ed, played. Train là một động từ có quy tắc, chúng ta đọc là train. Give là một động từ bất quy tắc, chúng ta chia gave. Thế thì tại sao ở đây có xuất hiện những chữ có màu tím? Đây chính là các mốc thời gian trong quá khứ để chúng ta có thể chia được động từ ở thì quá khứ. Chúng ta sang phần past time expressions. Các cái diễn đạt hay là các cái từ dùng để diễn đạt cho các cái thời điểm trong quá khứ. Look at the example and answer the questions. Hãy nhìn vào các ví dụ và trả lời các câu hỏi sau đây. Ví dụ thứ nhất, he first competed when he was 12. She last competed in 1981. She was on the program 2 years ago. Các bạn hãy chú ý đến những chữ đã được tô màu xanh. Đây là những chữ hay những từ trong tiếng Anh mà khi thấy xuất hiện những chữ hoặc những từ này thì động từ trong câu sẽ được chia thì quá khứ. Đây chính là cách hỏi là tại sao những chữ màu xanh lại quan trọng thế. Và chúng ta nhớ ago thì luôn luôn được đặt ở phía cuối câu. Ago luôn đặt ở phía cuối câu. Và đây chính là phần giải thích. First, lần đầu thì nó đứng sau chủ ngữ. Last, lần cuối, đứng sau chủ ngữ. When he was là mệnh đề, thường nó đứng ở phía đằng sau hay phía cuối câu. Và ago là một từ cũng để diễn đạt trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ thì nó đứng ở phía cuối câu. Đây ạ. Key phrases past time expression. Đây là những từ hoặc cụm từ khi nhìn thấy chúng thì động từ trong câu đó chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Hoặc khi dùng những từ này chúng ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ đơn. Gồm có các từ last Tuesday, có nghĩa là từ last nó đứng trước một cái mốc thời gian nào đấy thì động từ sẽ chia quá khứ. Last Tuesday, last weekend, last week, last year, last August, in August, in 2014, on Friday, on Sunday, when I was 10 minutes, 2 weeks, a month ago, 10 minutes ago, 2 weeks ago, a month ago, first, last. Có nghĩa là khi thấy những từ hoặc những cụm từ này, thì động từ trong câu chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Exercise 5. Use it. Write sentences using the past simple and the key phrases. Then compare with other people in the class. Are any of your sentences the same? Hãy sử dụng các từ hoặc cụm từ sau đây để đặt câu và sau đó so sánh với bạn trong cùng lớp. Xem nào, các bạn có chia động từ giống nhau không? Chúng ta thấy ở đây đã xuất hiện các cái trạng từ, các cái dấu hiệu để chúng ta chia động từ ở quá khứ. First, last, first, first, last. Watch là động từ có quy tắc. Do là động từ bất quy tắc. Come là động từ bất quy tắc. Swim là động từ bất quy tắc. See là động từ bất quy tắc. Chúng ta cùng so sánh. I went last month. I started when I was 6. She met me in Hanoi in 2004. They watched us. Được chưa?
Và để chia được động từ này ở thì quá khứ, cô dựa vào các trạng từ chỉ thời gian ở quá khứ. Last month, when I was sick, in 2004, yesterday. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy đã xuất hiện một động từ có cách cấu tạo hơi khác thường một chút. Đó là động từ có kết thúc là đuôi y dài, thì chúng ta đổi thành y ngắn, sau đó mới thêm y đi. Chúng ta đọc từ này như sau, started. Em lưu ý cho cô về phần chia động từ ở thì quá khứ đơn. Thứ nhất, chúng ta phải dựa vào các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ ở trong câu. Thứ hai, chúng ta có động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Động từ có quy tắc là động từ thêm đuôi ed. Còn động từ bất quy tắc, chúng ta chỉ có cách duy nhất, đó là học thuộc lòng. Khi chúng ta chưa thể thuộc được, chúng ta có thể sử dụng các nguồn tài liệu như sau. Các em đánh chữ động từ bất quy tắc tiếng Anh lên Google và tìm, hoặc chúng ta mua quyển 360 động từ bất quy tắc. Phần quyển sách này thì rất dễ dùng, đó là chúng ta có thể mang đi đi học, để vào trong cặp và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chúc các em học tốt. Hẹn các em vào bài học sau.